Anh đi hộ người ta làm cả ngày đúng không? Vâng. Thì cũng gọi là không công thôi. Tối là người ta mời ăn cơm đúng không? Vâng. Mời ăn cơm thì lại uống rượu vào là hết cả ngày đúng không? Vâng. Nhưng mà đang hò thế này thì không uống rượu nhá. Chứ thì mình làm thì họ hàng xóm về phụ mình làm thì hàng xóm làm thì mình lấy đi hộ hàng xóm làm. Đường trơn nhỉ? Vâng. Đường này đi xe máy đi xuống được không? Ừ, mưa thế này xe máy để ăn nhà anh phố thôi. Vâng. Đi xuống là ngã đấy nhỉ? Vâng. Anh lúa vừa đi đâu về để mà ra uống này? Vừa đi hủ anh mua đào cánh đất làm. Ừ, anh mua đào đất á? Vâng. Anh mua làm sao? À, hôm qua làm mưa thì đất rơi xuống thì nước chảy vào nhà thì... nước chạy vào nhầm thì anh mua về bảo làm đi hộ đào cánh đất giam với mưa. Xong thì... chưa? Chưa, ngày mai một ngày nữa. Ôi dồi, mưa gió đấy bà các bác ạ. Hiện tại thì là mưa, tối thì mưa rất to, sáng nay cũng mưa rất to. Hiện tại buổi chiều Khâm tranh thủ là mua một vài những cái món quà mà cô bác nhà Tâm gửi đến kênh, đến cho gia đình anh Lúa các bác ạ. Xin chào toàn thể quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh của cháu Khâm. Hôm nay trên tay Khâm đây, các bác thấy rồi, đây là bánh kẹo, là sữa cho các con của anh Lúa. Ở cái chỗ này thì đầu video Khâm xin phép thông tin luôn là cô Hoa, cô khán giả cũng là một nhà hảo tâm, hiện tại đang ủng hộ kênh rất là nhiều. Cô gửi 100.000 để em mua những cái này cho anh Lúa nhé. 3 dây sữa và 2 túi bánh kẹo là hết 105.000, thưa với lại cô được biết là như thế. Ngoài ra thì các bác thấy đây là chiếu, là màn của cô Trinh ở Mỹ nhé. Cô Trinh bữa trước gửi tiền cho mình ấy, anh Lúa. Đấy, thì là Khâm tranh thủ là Khâm mua lên luôn, bởi vì là mấy hôm nữa Khâm có việc, Khâm bận rồi Khâm không lên đây được. Thế bây giờ thì là anh Lúa gửi một lời cảm ơn đến các cô nhé. Cháu cả các cô các bác đã làm quan tâm cháu và đã gửi quần cho cháu rất cả. Ừ. Cái ở đây có một cái chiếu của em Sinh với lại một cái màn của em Sinh, thì tí nữa mình sẽ đi cho em Sinh sau nhé. Vâng. Vâng. Đấy. Đi. Cái áo này là được tròn một năm em cho rồi nhỉ? Vâng. Không phải là Khâm cho mà là cô áo này thì cô gì cho nhỉ? À, cô Hà Hà Nội các bác. Cái áo này là tầm này năm ngoái đấy nhỉ? Vâng. Tầm này năm ngoái khi mà em mới biết đến hoàn cảnh của anh ấy thì là lên chia sẻ là các bác cũng gửi lên. Và Khâm nhớ không nhầm đây chính là một trong những cái áo đấy. Ô, bò đi đâu một con rồi? À, ừ, ở bên này nhỉ. Cắt cỏ chưa? Cả mà. Tranh thủ dọn phân bò đi nhá. Vâng, phân bò hôm qua vừa gọi dọn nhưng mà sáng nay em vừa lên. Ừ, hai con thì nó đi nhiều lắm, nhớ chưa? Cái này nó có ăn không? À mà. Cái này là cây hoa kim xuyến mà. Vâng. Nó ăn này? À mà. Ừ, đấy. Bây giờ thì là vợ ốm vợ yếu rồi, gần như là các công việc mình làm hết. Và bây giờ lại còn đi hộ hàng xóm nữa thì cũng phải dành thời gian làm việc nhà nhá. Vâng. Đây này, như phân này. Cái này dọn đi cho sạch thôi. Mình thì không dám gọi là chê anh ấy đâu. Vâng. Bản thân thì là một người đàn ông tự gánh vác hết các công việc gia đình rồi. Không, cô làm vừa bơ nước về rửa đúng không? Rồi. Rửa đi, đúng rồi. Vâng. Lấy nước rửa sạch đi nhá. Mưa này mưa mọi người. Mưa có vào chuồng bò không? Không vào. Ừ. Ốc con này thả à? Con này không buộc à? Con này thả thôi. Con nào có chửa nhỉ? Con này. À. Con này là có chửa này đúng không? Vâng. Bò lông đẹp lắm rồi đây nhỉ. Đấy. Hai con bò. Con này là chưa có nhỉ? Chưa con này có. Là mua anh nào nhỉ? Con này mua anh Dình. Anh Dình, con này anh Pó nhỉ? Con này anh mua. À, anh mua đúng rồi. Anh mua nhà lời đất đấy á. Vào. À, đi. Tía. Tía từ tía ni. Về báo, mặc quần nó cho về báo đi. Hey. Cười cái gì? À. Ờ. Ôi, xin chào Mỹ. Không có chú. Mỹ chào các bác đi. Cháu chào các cô các bác. To vào. Nói to vào. Cháu chào các bác. Cháu chào các bác. Cháu chào các bác. Ôi, chào này gầy thế. Đang làm cái gì đây? Khâu cái gì đây? À. Dạo này vừa gầy vừa đen nhỉ? À. Vừa giảm đi 1 cân rồi. Tự. Chọn nó xuống. Đấy, cất cái đấy đi. Của mình là cái này nhá. Của mình cái này. Đấy, của mình cái này.
Ô đây ngô để hết trong nhà anh luôn. À, không có chỗ để, mình để trong nhà để cho nó khô thì phải lấy bao tải về để chú. Ừ, cái bây giờ mùa mưa nữa ẩm mốc nữa mọi người ạ. Không, để như này về sau là dọn dẹp vệ sinh lâu lại. Vâng, cái này thì để cho trời nắng thì cho nó khô. Khi nào thì... nó nắng nó khô thì cho vào bao tải. Vâng, yeah, thì phải cho vào bao tải. Bây giờ thì mình là nhà nông thì biết làm sao được cơ. Nhà ở thành phố thị trấn thì còn có lúc là không được gọn gàng thì nói là nhà nông thì mùa này mùa thu hoạch nữa mọi người. Nhà cơm cũng thế thôi. Hiện tại thì là ở với ông bà thì đến mùa thu hoạch thì đặc biệt là mùa thu lúa thì là gần như là mùa mưa nữa thì đổ hết lúa ra cái sàn nền nhà như này. Mì ra đây xem nào, mì ra đây hỏi thăm sức khỏe một tí xem nào. Đi viện về là cũng bao giờ mới gặp hết mọi người ạ. Đó đi, nào xa chị nào. Đây, vơi lên đây, tiến, tiến. Nhanh nhỉ, một năm chưa qua mọi người ạ. Hiện tại thì ngày trước thì bé Báo là còn chưa biết đi, chưa biết nói một chút nào. Chỉ có gọi là cho một hộp sữa thôi nhé. Áo mi chị Hảo. Hảo chị Hảo. Hảo chị Hảo. Chưa biết trả lời đâu. Tiến thì là ngày năm ngoái tầm này thì Tiến thì như Báo thôi. Nhưng Tiến thì là không cảm thấy gì là khỏe nhất nhà đấy. Tiến là chưa bao giờ thấy là ốm từ cái lúc là thì cái đấy là một cái điều tốt. Còn bé Báo thì cũng vào viện nhiều. Và đặc biệt em Mỹ thì không nói được. Đấy. Các bác quay lại xem những video cách đây tròn một năm thì là bé này là còn đang chăm ấm này, đang uống sữa này. Úi, hào lạ, hào lạ, hào lạ, hào lạ, hào lạ. Đấy. Bữa trước thì cô ba anh chị thông cảm, anh em mình mua cái sữa Fami cho các bé uống thì mọi người bảo là không tốt. Thì là uống nhiều mới không tốt mọi người. Có lẽ thì Sơn tin rằng là nó cũng là một cái đồ uống. Tuy nhiên thì là độ tuổi bé này thì không nên uống những cái sữa đấy. Nhưng mà uống 1-2 hộp thôi. Lâu lâu mới có điều kiện uống được 1-2 hộp thì chắc cũng không ảnh hưởng lắm. Anh em mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau là không nên mua như thế. Đây à. Bây giờ có vợ hộ chăm con vào là đỡ khóc nheo nhóc mọi người. Vâng. Đấy. Thế hỏi mình xem là dạo này sức khỏe thế nào? Anh Lúa bảo các bác xem nào. Tân đầu non, hoa giỏi dạ. Hả? Khỏe hơn một tí à? Ừ, khỏe hơn một tí rồi. À. Thế này bà ngoại có đi về thăm không? Ừ, về mà. Ừ. Bà ngoại còn cho con gà, con vịt gì nữa không? Trước đây bà ngoại hay cho gà lắm nhỉ? Vừa mâm hai cô về... Ừ. Thế con lợn trước bà ngoại cho là bán hay là mang đi thịt ăn Tết? Con lợn trước bà ngoại cho thì bán đi à. Bán đi à? Vâng. Bán đi thì lúc đấy to không nhỉ? Cái lúc mình được bà ngoại cho là cũng thơ to phết đấy, anh cắp nách đấy nhỉ? Vâng. Hết chưa? Uống đi. Hết thì cho ăn bánh nhá. Ở sau đấy đâu? Không cái. Tiền nong thì là kiếm được thì là sử dụng cho vợ cho con nhé. Vâng. Mua thức ăn đồ uống cho. Bữa trước thì thông tin với mọi người thì số tiền không cũng trao anh Lúa rồi là anh đi làm công thì cũng gửi cho anh Lúa hết rồi. Thì là tiết kiệm sử dụng nhé. Vâng. Ừ, tiết kiệm sử dụng. Tới này khi mà anh Hòa có việc tiếp thì em sẽ gọi lên làm. Ừ. Em sẽ gọi lên làm như ở đây thì bây giờ như hôm nay chẳng hạn. Anh đi hộ người ta làm cả ngày đúng không? Vâng. Thì cũng gọi là không công thôi. Tối là người ta mời ăn cơm đúng không? Vâng. Mời ăn cơm thì lại uống rượu vào là hết cả ngày đúng không? Vâng. Nhưng mà đang hò thế này thì không uống rượu nhá. Chứ thì mình làm thì họ hàng xóm về phụ mình làm thì hàng xóm làm thì mình lấy đi hộ hàng xóm làm. Rồi là lúc khó khăn thì giúp đỡ nhau. Vâng. Cái lúc mình khó khăn thì người ta mới đến giúp đỡ. Anh thì vẫn thấy ho rất là nhiều. Này. Dạ. Này, báo đâu, báo ăn bánh này. Ui, không được vứt thế, đếm gọn vào. Ừ.
Cho nên nhiều ngập bọc bẹ. Biết cái này của cô nào chưa? Chưa. Cô Hoa. Cô Hoa. Ờ, còn lấy một cái màn với một cái chiếu nữa. Đây, một cái màn, một cái chiếu thì nữa mình sẽ để cho mẹ con em sinh nhá. Vâng. Này. Mọi người đóng góp cho Khâm rằng là mua mình mua cái màn này thì nóng, nhưng mà thôi thì mùa này thì là cũng cái chiếu chứ. Cái chiếu này thì nó cũng rất là bền, chiếu nhựa thôi. Và mùa này ở trên vùng cao thì là mưa rất là nhiều, thậm chí là buổi tối còn lạnh đấy. Ở đây lạnh không? Tối ấy lần tới bên lạnh mà. Lạnh một tí rồi đúng không? Không. Thì dài cái chiếu này nằm cũng không vấn đề gì nhá. Vâng. Thì là cái chiếu này là của cô Trinh nhá. Vâng. Cô Trinh ở Mỹ nhá. Vâng. Cô là rất quan tâm anh với lại gia đình của em Sinh nữa. Và cả A Hòa nữa mọi người ạ. Đây thì là một cái màn 1m6 nhá. Vâng. Đúng với cái lạy giường của anh luôn. Thì sử dụng để mắc cho mũi đỡ đốt và nó cao thoáng hơn cái màn mình đang sử dụng ấy. Được chưa? Nhớ rồi. Cảm ơn các cô đi một lần nữa đi. Cháu cảm ơn cô Trinh và cô Hoa. Cô Trinh bến cô Khâm đã gửi quầm cho cháu trái lái cả ơn. Chú cô Trinh bến cô Khâm luôn luôn mạnh khỏe nhé. Luôn mạnh khỏe. Ok, rất là cảm ơn các cô đã luôn luôn là quan tâm đến hoàn cảnh của A Lúa. Có lẽ thì rằng là dù là ít, dù là nhiều thì đấy cũng là những cái tình cảm rất là lớn của các cô, các bác dành cho những hoàn cảnh. Mặc dù đã là được hỗ trợ xong, anh em mình cũng không có một lần đăng lên video, kể cả lũ em thời điểm hiện tại có về, cũng có chưa một lần là đăng lên là sẽ xin thêm các cô, các bác kinh phí để cho các em cả. Mà là mỗi một cái hoàn cảnh nhận được đó đều xuất phát từ cái sự yêu thương của quý nhà hảo tâm. Mọi người dành cho các hoàn cảnh từ trước đó, anh em mình không xin nhưng mà vẫn có cho các em ấy. Mà có cho các em ấy thì cái điều đấy là một cái điều tốt thôi mọi người. Anh em mình làm cái cầu nối. Một lần nữa không chia sẻ là không có lý do gì để anh em mình từ chối các cái món quà của các nhà hảo tâm cả. Những hoàn cảnh khác kể cả anh em mình gọi là có xin bao nhiêu đi chăng nữa, nếu không có đủ duyên đến các nhà hảo tâm thì mọi người chưa đồng cảm được thì mọi người cũng không có gửi. Nhưng mà có những hoàn cảnh mọi người ạ, chỉ cần ghi hình lại, cập nhật lại cuộc sống của các bạn ấy, các em ấy, thì cũng đã được quý nhà hảo tâm quan tâm và tiếp tục là gửi những cái món quà, những cái khoản trợ duyên hỗ trợ phần nào trong cuộc sống. Thì Khâm rất là biết ơn anh em mình thì và đã đến và đã trao quà như thế này thì chắc chắn là sẽ phải ghi hình lên để cho các bác được biết rồi. Em Mỉ thì thời điểm hiện tại là ra viện về được một thời gian. Thế về thì thôi, cũng động viên anh Lúa là mình thì mình là cái sức lao động chính. Thôi thì là biết là việc hàng việc xóm nhiều. Biết là việc hàng việc xóm nhiều thì cũng phải dành thời gian ra làm việc nhà nữa. Vâng. Bây giờ em Mỉ thì không phải là mình bảo em Mỉ ngồi không thôi. Em Mỉ phải chăm con này. Em Mỉ phải làm việc nhà này, nấu cơm này, giặt giũ này. Thế thôi. Vâng. Những công việc thế thôi. Còn anh thì anh chịu khó rằng là đi cắt cỏ này. Nương thì thu hết chưa? Nương thì thu hết à? Tất cả cái ngô này là đường như này đúng không? Vâng. Đấy, giờ này vẫn hói này thì thế này. Em thì em góp ý cho thôi. Có làm hay không thì là việc của anh. Một thì là bỏ thuốc lào đi. Vâng. Hai thì là hạn chế rượu đi. Được làm được không? Hòn đùm 20 tuổi là em vẫn không hút thuốc lào và em rượu vẫn không ứa. Thuốc lào thì phải khuyên thật thì là bỏ luôn. Vâng. Còn cái việc là rượu thì bản thân mình và tất cả cô bác anh chị, có lẽ là mọi người đang xem video cũng có nhiều bác là cái sử dụng rượu thì không tránh được. Mình là ngày vui, ngày Tết, ngày lễ thì có thể sử dụng vui, nhưng mà với một cái mức độ thấp thôi. Uống rượu thì vui, cưới hỏi mình mới uống, Tết mình mới uống thôi. Vâng. Chứ còn bây giờ thời điểm hiện tại thì uống làm cái gì, đúng không? Nóng mà. Khách khứa đến nhà thì thi thoảng bất đắc dĩ thì mình phải uống, mình phải sử dụng cái chén rượu, nhưng mà uống ít thôi anh Lúa ạ. Nhá. Vâng. Hai nữa thì là mình còn đi xe cộ. Xe cộ thì là đầu tiên là anh phải an toàn đã.
Vâng. Đúng không? Đúng mà. Mình đi xe máy mình phải an toàn đó. Bây giờ thì uống rượu vào thì đầu tiên không làm chủ được tay lái. Vâng. Cứ ga càng ga thì thấy xe càng đi chậm thì lúc đấy là chết dở rồi. Vâng. Mình mà ngã cái là đây này. Con còn nhỏ, vợ thì yếu, ai chăm vợ con mình. Mình lại bị thương nữa thì ai chăm mình được, đúng không? Đúng rồi. Cái đấy là em nói là những trường hợp xấu. Tất nhiên là chẳng ai đi xe máy là mong là sẽ bị ngã đâu. Nhưng mà mình phải cảnh giác mọi người ạ. Mình phải cảnh giác, đặc biệt là rượu vào là không có đi xe máy nữa. Đấy, chưa nói đến việc là đi thì bị các chú giao thông kiểm tra hành chính phạt nồng độ cồn, đúng không? Vâng. Mình bị một lần rồi mình rút kinh nghiệm rồi, nhờ. Vâng. Lần này bị là không có tiền chuộc xe nữa đâu, đúng không? Bị một lần tiền uống một tín rượu thì mình không dám đi. Đi quanh xóm này thì được. Vâng. Nhưng mà xóm này thì đường này nó dốc thế này này đấy. Đường xuống nhà anh nó trơn thế này, đi cẩn thận. Đường khu thì vẫn dám đường xe vòng nhà. Thế buổi đường tối để xe trên kia à? Buổi tối thì để xe trời mưa thì để xe nhà anh bố thôi. À. Vâng. Để xe nhờ anh ấy ở đây ở đấy. Vâng. Còn lúc mà để ở chỗ bể cái thì khóa vào, thấy chưa? Vâng. Có mỗi một cái xe tài sản của mình lại để ai mà lấy đi là xong, không có cái đi nữa đâu. Vâng. Ừ. Con thì nhỏ thế này thì bao giờ cũng đi làm xa được. Và cái câu chuyện đi làm xa thì có lẽ là nó thời điểm hiện tại với anh Lúa thì quả là khó đấy. Em Mỹ này nào tao hắn tao tỉ mỏ. Ôn tị mà, ai bắt cơm mọi người ạ. Anh Lúa thì bây giờ là có thêm tí thu nhập thì thi thoảng là đổi bữa cho mẹ nó mua tí trứng chẳng hạn, đúng không? Vâng. Gà lạnh cũng được, còn hơn là ăn mèn mén không. Tất nhiên là phải có tiền mới mua được nhỉ? Vâng. Chịu khó một tí. Vậy bỏ ăn. Ăn gạo thì vợ ăn không đưa, vợ thì vợ ăn mèn mén thôi. Vẫn là cái câu chuyện là Mì chỉ thích ăn mèn mén à? Vâng. Ờ, chị tao mỏ múng là mèn mén à? Vâng. Nhà nó mỏ múng á, tô Mì. Ừ. Ăn mèn mén thì nó ngọt nhờ. Ăn gạo thì là, ăn gạo rõ ràng là ăn gạo dễ hơn. Thích ăn mèn mén đúng không? Nào mỏ lê, nó là chị tao. Nào mỏ lê nhỉ? Mà nào chị tao? Sao ăn gạo lại dễ thế, không ăn được? Bảo là ăn gạo thì đói nhanh nát. À, gạo thì đói nhanh. Vâng. Thế mà bây giờ ăn được hai. Nào tàu ót đi mỏ múc chơi vô. Ồ. Ăn được hai mới mén được thôi. Mệt mén thì cũng phải nói thật thì là gạo bao giờ cũng sẽ có chất hơn ngô. Nhưng mà người mình thì từ trước đến giờ thì là ăn ngô nhiều. Cho Tiến đi chơi đi. Này, mình mang bánh đi ăn đi chơi đi. Quên đấy, cứ để ở đây. Mang cho nó hai anh em đi chơi đi. Đấy, mình ngồi nói chuyện một tí. Lâu không gặp các cô, các bác. Nhiều cô, nhiều bác là cũng nhớ bạn Mỹ này. Và thật thì là khán giả thì nhiều, rất là nhiều người. Cô bác anh chị ạ, có bác thì là mến, có bác thì là không mến. Có bác thì phải nói rằng là cũng không thích hẳn em Mỹ. Đấy là những cái trước đây mọi người có thể xem. Ví dụ như có những khán giả mới bữa trước mọi người xem em Lầu là ăn thạch. Rồi là ăn rất là vô duyên, nhưng thật sự thì là các em không bao giờ có để ăn. Và hai nữa thì là em Lầu là có vấn đề về thần kinh. Như em Mì thì mọi người xem, mọi người vào nhà bảo là không thấy cười, không thấy nói. Rồi nhà cửa là thế này thế kia. Thì mọi người lại phải xem thật là kỹ tiếp. Là em ấy thì một năm vào viện đến 4 năm lần. Năm nay vào mấy lần rồi? Năm nay là vào 3 lần rồi. 3 lần rồi? Vâng. Cái này thì không phải là mình nói dối đâu các bác ạ. Khi mà các bác xem lại, tiếp tục quay lại thôi. Năm ngoái khi mà làm, đến khi mà ở được nhà, từ cái lúc kêu gọi đến lúc ở nhà thì đi viện 3 lần nhờ? Vâng. Đấy là từ cuối thời điểm là từ tháng 8 trở đi rồi. Đi bệnh viện Hà Giang khám một lần. Cái đấy thì có thể gọi là đi khám, anh Hiệp đưa đi thì không tính. Nhưng mà gọi là vào nằm viện thì là vào 3 lần. Em Báo, bé Báo thì vào 2 lần nhỉ? Báo, Báo vào 2 lần. Báo hay Báo? Báo. Báo đúng không? Báo. Báo thì vào 2 lần. Mẹ thì vào 3 lần. Đấy là trong năm ngoái. Còn em Mỹ thì năm nay là từ thời điểm tháng 1 đến bây giờ thì
cũng không ghi hình được a lúa cái gì nhiều vì công việc là xong rồi, nhưng mà là đi viện suốt. Thế bây giờ về nhà rồi thì phải làm sao giữ sức khỏe đúng không? Anh cũng phải giữ sức khỏe. Tối về thì cũng rửa đi nữa chưa? Vâng. Đầu tóc lại bắt đầu dài rồi đấy. Em vừa đi bỏ chú bố khu cáp nhưng mà chú bố không ở nhà. Hả? À, biết đi. Thế hôm nay bảo Khởi cầm cái tông đơ kéo lên hộ xoẹt tí cho nó sạch sẽ. Quên đấy. Ừ. Để ngày mai em sẽ đi bỏ chú bố giúp cắt được. Họ không hộ cắt thì bữa nào mà em lên mà em tiện kiềm kéo mà em một tỉa đi cho nó đẹp. Đẹp thì không đẹp, cho nó gọn gàng thôi. Mùa này thì đến thời điểm hiện tại thì ban ngày vẫn nóng lắm. Chẳng qua là ở trên vùng cao này thì bây giờ mưa nhiều. Mưa nhiều thì buổi nửa đêm đến gần sáng là trời bắt đầu lạnh. Chú ý là mặc cho con nhá chưa? Mà bây giờ buổi tối thì lúc bắt đầu đi mưa, ho nhiều lắm đấy. Nhưng hôm nọ lấy tiền thì đi mua tranh thủ mà đi mua thuốc về chứ. Đi hỏi họ xem thuốc ho. Đi mua đi mua ghép nam anh nhì về gấp xong bánh vẫn thế bánh thế. Thế về tới này em xuống Yên Minh em mua cái liều cao về, có một cái loại mà uống 3 ngày thôi. Mình là bản thân Khâm là hay bị sổ mũi này, hay bị hắt xì hơi. Mọi người thấy, các bác thấy là thời điểm năm ngoái khi bắt đầu đi làm thiện nguyện từ cái giao từ thời điểm này vào mùa đông ấy thì là giao mùa ban sáng đi thì rất là lạnh, hay có những lúc trưa thì nó lại nắng và tối về lại rất là lạnh, thì anh em mình hay bị cảm thì không bị rất là nhiều. Mà sau mấy cái loại thuốc ấy, thì mình cũng mua được một cái loại thuốc nó phù hợp, thì tới này em sẽ mua tặng cho anh đấy, một liều nó sẽ một liều của nó 3 ngày thì là 120.000 đấy. Khâm hứa mọi người sẽ mua tặng cho anh ấy một liều thuốc để mà uống. Chứ còn uống cái thuốc ở trên này thì chắc không ăn thua đâu. Chắc cũng chỉ là cảm cúm với lại Panadol các thứ này thì không ăn thua đâu. Này, hao mi mà hao lắm. Đi, chia nó hai chị em mỗi người một hộp nữa uống đi. Ở đây còn hai hộp các bác nhé. Một hộp này là hai, mua lẻ là 20.000. Một dây chứ. 3 dây thì là 60.000. Đấy, mua hai túi bánh nữa. Một túi 25.000, một túi 20.000 thì là tổng 105.000. Bé Tiến thì vẫn thừa cái ngón tay này ra lủng lẳng như này nhỉ. Hả? Có dự định cắt đi không? Hay cứ để như thế nữa? Cứ để thế. Để như thế nó có dùng không nhỉ? Để nó làm lớn tuổi thì nó biết xó khổ thì nó tự can. À, để cho nó lớn sao nó tự biết xấu hổ vào sao nó tự cắt á vào. Ê, cái này phải đi bệnh viện cắt đấy. Các bác trước đây bảo Khâm ấy là dùng chỉ thắt vào một thời gian nó kháng dụng. Khâm thì chưa gặp cái trường hợp như thế này bao giờ cả. Thôi thì cái này thì là quyền của anh Lúa thôi. Anh Lúa mà không cắt thì anh em mình cũng không dám động vào. Chả may mà đưa đi bác sĩ rồi phẫu thuật đi rồi là bé nó không khỏe mạnh, không mặt tròn như thế này, anh Lúa lại trách anh em mình. Chưa tìm có một đứa tìm họ bảo làm tìm một cái dây về bùa vào thì nó khắp để khắp rơi à? Khắp rơi nhưng mà không giống như mình bảo. Cái rơi không được thì chưa tìm buồn tới nên chẳng biết làm sao. Đứa cô bé em mới đi thì họ bảo là thôi kệ nó. À, mất đi á? Máu. Nghĩa là đứa con nó mất á? Máu, đứa con mất. Đấy. Thôi bây giờ nó được khỏe mạnh, nó mặt tròn chỉnh như này. Tất nhiên thì mọi người bảo cái này nó đơn giản thôi, ra bệnh viện rồi là bác sĩ người ta phẫu thuật cho. Nhưng mà thôi, cái đấy quyền anh Lúa làm bố, anh em không có quyền quyết định, mọi người hết sức thông cảm thôi. Còn bé Tiến thì là như đánh giá nãy cháu Khâm nói ấy, là khỏe mạnh, ăn uống tốt, mặt là bụ bấm. Tuy nhiên phải giữ gìn sạch sẽ cho nhá. Vâng. Như này chân tay như này là cũng sạch sẽ rồi. Một xin. Rất là hai đứa con rất là quấn bố. Chứng tỏ bố cũng phải yêu thương các con lắm. Thì các con mới quấn mọi người ạ.
Có ông bố nào nếu mà không yêu thương con thì ông bố nào đi suốt ngày trả về với con, hoặc thậm chí là mắng là đánh con thì các con nó không thương, nó không yêu bố vậy đâu. Còn bánh đi ăn bánh đi, sao đấy? Hả? Muốn ăn cái này à? Muốn ăn cái này thì lấy cái này đi ăn này. Này. No. Em thì em không muốn là cho nó mở hết, nó mở cái bánh kia thì ăn cái kia đã. Mình cứ mở cái này mỗi cái mở một tí, đến lúc là cái bánh kia nó ỉu hết. Cho này, cho này. Này, thích thì cho nó ăn này này. Các bác bảo con ăn lúa quấy quá, không ngoan. Quả thật thì trẻ con mà mỗi đứa một tính. Bố mẹ sinh con, trời sinh tính mọi người ạ. Bây giờ thì các cháu thì nghịch thì biết làm sao. Bố mẹ còn phải đi làm. Đấy, mang đi ăn đi. Thế em lúa về rồi, hai anh em gặp nhau lần nào chưa? À, em lúa ấy. Em lúa. Ừ. Em lúa chơi nè. Ừ. Anh hai anh em gặp nhau dạo này không chơi với nhau à? Dạo này thì em đi hủ hầm số thì em lúa bánh không xuống đan thì chơi gặp nhau đâu. À, em mới về. Thế hai anh em có gì giận nhau không? Không có đâu. À. Nhưng mà em thì ông nào vẫn đi hủ hầm số làm là vì ở đấy đi cắm dọc cỏ nên thì một mình thì vợ là không đưa nên thì một mình làm thì mình vẫn đi tìm tới vẫn cắm phám thì cắm và bò cho bò ăn thì tới tìm đi tới vẫn về để nhà thì gọi là thời gian là đi bận đi làm hết rồi, chả có thời gian mà đi chơi nữa đúng không? Vâng. Không có thời gian gặp nhau nữa đúng không? Thời gian đi lạc không phải thời gian đi chơi. Ý các bác đang sợ rằng là anh lúa mới lại lúa em thì giận nhau vì trong quá trình làm nhà có những cái mâu thuẫn không đáng có, những cái đó chỉ là những cái hiểu lầm thôi. Thì hai anh em thì vẫn phải đùm bọc nhau nhé chưa? Vâng. Ông lúa em kia thì là đầu óc là không nhanh nhẹn, chân tay không nhanh nhẹn như anh lúa này đâu. Đấy, thì hai anh em thì lúc nghèo thì em thấy hai anh em chơi thân với nhau lắm. Vâng. Lúc còn ở lều bạt chỉ gọi nó đi hộ làm việc đúng không? Vâng. Thì cái lúc là con nó mất thì anh cũng gọi em đến đi hộ quay giúp đỡ. Thì mình nhận thấy rằng là cái tình cảm của hai anh em lúc đấy là phải nói là cũng khăng khít lắm. Nên là ngày hôm nay đến thì cũng phải hỏi qua câu chuyện một tí, bởi vì mọi người cũng có các bác khán giả là quan tâm. Thôi thì là lúa anh hay lúa em thì lúa nào trước đây cũng đều là khổ thôi. Đấy, có thể là em lúa thì không phải ở liều bạt, nhưng mà em lúa thì lại cũng là một cái hoàn cảnh là bố mất sớm, mẹ thì bỏ đi, và ở những người thân còn lại cũng không có thương em lắm, ngoại trừ A Hờ thì rất là thương em ấy. Và hai nữa thì là em trải qua một cái nỗi đau là mất con. Vợ thì thần kinh, em lầu thì thần kinh không có được ổn định. Thì tất nhiên thì ông lúa nào là cũng là ông lúa khổ thôi. Thì em muốn làm sao rằng là bây giờ xong nhà xong cửa rồi, kể cả có những cái hiểu lầm, thì em với anh với lúa em nữa, mình sẽ làm sao là góp ý với nhau để cho thông. Chứ đừng giận nhau cái gì nhá. Hai anh em đều là những người được giúp. Em chỉ mong rằng là hai anh em ở cái xóm này thì là mình sẽ đoàn kết lại với nhau thôi. Ừ, có việc gì tới nay là em sẽ gọi cả hai anh em đi làm. Tất nhiên là sẽ thuê mọi người đi và trả công lao động cho. Còn các anh đã đi làm thì em sẽ phải bắt các anh làm việc. Mình cũng không hỏi là làm một tí rồi lại đi chẳng hạn. Đấy, không được đâu. Ví dụ giao việc cho phải đào chỗ này chẳng hạn, làm cái việc này chẳng hạn, thì là phải làm xong. Còn không thì rất là khó để mà trả công cho. Nhưng mà cái này nhầm của chú Hoàng thì không nào phải phá cái liềm kem giang. Đang bảo trời mà không mưa thì tính toán chắc phải mai thôi. Chú Hoàng bảo là để em đào cái này nhầm xong thì phải phá. Nhưng mà em bảo anh chú Hoàng thì phá cái này là giam thì mình mới biết đào cái này nhầm đúng cho rồi. Nó bằng. Ừ. Thì bây giờ là em, tí nữa em sẽ lên gặp ông ấy và bảo ông ấy là mai không mưa thì sẽ tiến hành làm thôi.
Bởi vì không thì mấy hôm nữa không lại bận các bác ạ. Thì là bảo anh Hòa là triển khai là chuyển sớm, chuyển trong một ngày từ sáng đến tối. Thì em sẽ thuê anh đi nhá. Một phần là hôm qua em bảo chú làm, chú bảo làm thiên ngành triệu cái game ra, nhưng mà em bảo chú làm không. Ý năm thì hôm nào không mưa thì triệu giam này. Mình để lau thì mình là không kìm, thì lúc thợ về sai cái nhầm thì để dành thợ về sai cái nhầm thì mình là không kìm nữa. Ừ, chính xác rồi. Thì mình cố gắng làm trước thì để chuyện cái nền giam trước rồi. Thì mình làm trước để mình đào một nền cái, một cái túi liềm ở thì để làm hôm nào anh không bảo họ về kiếm địa thì vẫn có một cái túi liềm để cái điểm kiếm thì mình vẫn nhầm, mình vẫn có mình vẫn đi làm đường cái này. Nhưng mà mình đậy đầu xong cái bê nằm thì không có mình về phụ mình đầu nữa thì làm gì mà mình làm được. Bây giờ thì em cũng bảo anh ấy thôi, bây giờ nếu mà sau như mấy hôm nay mưa quá thì là sáng mai xem được thì là em sẽ gọi cho anh nhé. Vâng. Em thuê anh đi hộ. Đấy, cả lúa em nữa. Anh thì làm những cái lều bàn này rất là giỏi, em thấy rồi. Thấy tay nghề làm rồi, làm rất tốt thì là chắc có lẽ thì là bảo anh Hòa xem bố trí được thêm độ khoảng 2-3 người không để hộ lên tấm bờ lô các thứ xuống chứ. Xuống vâng. Để làm một cái lều mới để ở. Xong là cái nền đất kia thì để làm nhà, chứ anh Hòa thì mọi người ạ, anh em Khâm thì hiểu cho rằng là anh ấy chậm chạp, anh ấy không biết. Nhưng mà anh em mình không lên thì không bao giờ anh ấy triển khai làm một cái gì cả, nên là rất là khó. Chính vì vậy mà anh em luôn luôn phải theo sát. Nhưng mà lên thì sẽ phải bố trí một ngày, còn là mọi người cứ làm đi. Em sẽ xin các nhà tâm trích cái tiền quỹ ra độ với mấy trăm nghìn mua cho anh em vài cân thịt, ít rau để làm một bữa ăn. Ngoài ra thì như anh Lúa Khâm gọi lên thì sẽ là thuê làm nhé. Em sẽ trả tiền công cho cả thằng Lúa em nữa đấy, mấy anh em cùng nhau hỗ trợ nhau làm. Trong một ngày thì phải làm xong mới được. Ý như đó là nhầm đến dự cánh này nhầm kiếm xong thì thế thế này nhá đủ. Em tí nữa em sẽ lên đấy bố trí công việc rồi sáng mai làm được thì làm luôn nhá. Vâng. Đấy, chiều nay sẽ bố trí cho anh Hòa anh làm nền trước, mọi thứ trước thì là sáng là chỉ việc là triển khai là tháo bờ lô ra. Tháo cái bờ lô và xong làm thì vẽ tháo gỗ ra. Các bác ạ, Khâm sẽ tiếp tục bây giờ lên thì anh em sẽ bố trí công việc bên chỗ anh Hòa tiếp mọi người ạ. Hôm nay thì có những món quà đến thăm gia đình và em Mì về đây một lần nữa. Cảm ơn các bác một tí là mọi cảm ơn vì những sự quan tâm của mọi người. Cảm ơn vì những sự trợ duyên của các bác. Đây anh và anh Mì đi. Chỉ gọi nói đơn giản thôi. Nếu kính mông cũng được. Sao xem? Ủa là chào. Đồ mông cái tao. Nói mông. Lông mông. Ủa là do nẻ tì á, là do phim dạo trò dưới nào. Tôi xem nẻ tì á, tì lão lê, chỉ gì đi xem nơi chúng ta, rồi cho tên này làm đọc. Vợ nói cảm ơn các ba các chị à, người đã giúp đỡ gia đình em à. Vâng. Đại lời như vậy, có lẽ thì là em ấy thì cũng dặn anh Lúa thôi, giữ gìn sức khỏe thôi, tránh tình trạng là vào viện suốt nhá. Đấy, cho vợ làm quen quen về nhà thôi. Vâng. Anh Lúa thì chịu khó đi làm việc cho gia đình mình, đi giúp hàng xóm thì cũng giúp ít thôi, như hôm nay giúp là không có tiền đâu đúng không? Vâng. Đấy, nên là phải hạn chế lại công việc hàng xóm đi, tập trung vào việc nhà mình. Cũng có những món quà lên một lần nữa Khâm chân thành cảm ơn các cô các bác, đặc biệt chỗ cô Hoa của Trinh và quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.